Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Converter. Dạo gần đây thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi từ những anh em trên group Tech & PC và group của Alphard. Có rất nhiều câu hỏi thú vị và trùng nhau. Và mình nghĩ là anh em sẽ có rất nhiều vấn đề và cần giải đáp. Và mình đã mang trở lại chuyên mục hỏi đáp cùng Alphard PC để có thể giải đáp những thắc mắc của anh em. Và đồng hành trong video ngày hôm nay với mình là anh Cao Sinh Tiến, một người có rất nhiều kiến thức liên quan đến PC. Anh Tiến có thể giới thiệu một chút về bản thân không ạ? Mình là Cao Sinh Tiến thì chắc là một số bạn yêu thích công nghệ cũng đã từng biết đến mình thông qua những cái bài viết hoặc là những clip mà mình đã làm trước đây. Thì hiện tại mình đang phụ trách về mảng linh kiện PC cap của Alphard. Thông qua những cái group về công nghệ thì mình thấy là cái lượng mà các cái bạn thắc mắc về khá những cái vấn đề về kiến thức công nghệ ấy. Thì ngày hôm nay mình quyết định là cùng với Nam, cùng với lại mọi người sẽ thành lập một cái gọi là hồi đáp cùng Alphard để mà giải đáp thắc mắc toàn bộ những câu hỏi một cách kỹ lưỡng nhất, chuyên sâu nhất dành cho các bạn về công nghệ. Và như vậy là sẽ tạo ra một cái lượng kiến thức phù hợp. Hy vọng các bạn đón nhận trên kênh Alphard thật là nhiều. Câu hỏi đầu tiên của bạn Lương Tâm là mình gặp tình trạng render V-Ray thì CPU báo là 100 độ, đã update BIOS mới nhất mà không ăn thua. Máy của bạn có cấu hình là Intel Core i9 12900K, main Z690 của MSI, card RTX 2060, 64GB RAM và sử dụng tản nhiệt nước Ion của Corsair. Vậy thì với trường hợp này sẽ xử lý như nào? Đầu tiên thì mình sẽ trả lời ngắn gọn là mình sẽ làm rõ một chút cái vấn đề liên quan đến CPU Intel Core i9 12900K. Và với 12900K các bạn có thể xem thấy trên mạng, anh Tiến thấy không, là một số người bảo rằng là mẫu CPU này có khả năng tiêu thụ điện rất cao. Vậy thì cao ở đây chính xác theo như chuẩn của Intel thì mình hay gọi là power limit tối đa một mẫu CPU hoạt động ổn định là 241W, đấy là theo Intel quy định. Thì với những cái mẫu main thông thường thì họ cũng sẽ để cái mức đấy. Một là họ sẽ giới hạn lại 241W để cho cái hoạt động mượt mà, và hai là họ sẽ gọi là mở cái power limit 1 và 2 ra rất cao, lên tận hơn 4000W điện cơ. Bo mạch chủ Z690i Pro có thiết lập trong BIOS là BL1 với BL2, tức là giá trị power limit là thành vô hạn, tức là rơi vào khoảng 4096W ở cái mức này. Và cộng với việc là thiết lập BIOS nó không tốt, bộ mạch chủ nó đẩy lên 280W, thậm chí 300W. Và cái phần nó như vậy nó chuyển thành nhiệt năng. Như trong trường hợp của bạn Lương Tâm thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất, đấy là chúng ta update BIOS, cái phần mà watt nó dư thừa ấy nó sẽ tối ưu hơn. Cái thứ hai là chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách là sử dụng các cái tính năng hạ VCO trong BIOS. Và cái thứ ba đó là gì? Là đương nhiên là lựa chọn một cái bộ mạch chủ tốt hơn. Câu hỏi số 2 là của bạn Quách Anh Tuấn. Thì bạn đang có lắp một cái bộ cây để dùng cái main ROG B460 i5 9400F và GTX 1070. Thì bạn muốn hỏi là bây bạn có sử dụng thêm một chip GTX 1070 nữa để chơi game có được không? Đây là thực ra thì em thấy đây là một câu hỏi của rất nhiều người đang thắc mắc là hiện tại thì họ đang sử dụng một mẫu card và họ muốn gắn thêm mẫu card nữa, bởi vì họ không muốn thay mẫu khác. Họ gắn thêm mẫu card nữa bởi vì ở trên YouTube có rất nhiều clip là chúng ta sử dụng một card thì hiệu năng chơi game được 100fps, nhưng khi gắn thêm một card nữa thì FPS có thể được cao hơn. Cái đấy đúng, nhưng với hầu hết những cái tựa game ở trên thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ gần như là không tận dụng được cái tính năng đấy. Rất ít tựa game tận dụng được. Và muốn tận dụng được thì chúng ta cần phải có một công nghệ gọi là SLI, và nó phụ thuộc rất nhiều vào main các bạn sử dụng. Em nhớ không nhầm thì main B460 không hỗ trợ tính năng SLI. Thế nên việc bạn mua thêm mẫu card nữa các bạn gắn vào, các bạn vẫn có thể xuất hình được, nhưng khi chơi game chỉ có sử dụng duy nhất một card mà thôi. Và điều các bạn ảnh hưởng thêm nữa là các bạn sẽ tốn thêm tiền điện để vận hành thêm cái card đấy. Nói rõ thêm một chút, nếu bạn chơi game để mà tận dụng ấy thì là vì giống như Nam nói là B460 nó không hỗ trợ công nghệ SLI, và nó chỉ hỗ trợ công nghệ là Graphite X đến từ AMD thôi. Cho nên bạn cắm sang bạn sẽ không tận dụng kết nối được cái hai GPU với nhau. Hơi phí. Rồi. Chuyển sang câu hỏi thứ ba là câu hỏi của bạn là Tiến Đạt, nghe tên rất hay. Chào bạn Tiến Đạt nhé. Hiện tại thì mình có sử dụng là B660 ROG Strix A, sử dụng CPU Intel Core i5 12400 cộng BIOS mới nhất, và khi chạy Cinebench thì chip ăn 90W. Trước kia thì bạn sử dụng là B660 TOF Wi-Fi cộng với i5 12400F thì chip chỉ ăn 70W chạy Cinebench thôi. Đồng thời cái nhiệt độ cũng mát mẻ hơn hẳn. Vậy thì cho hỏi là chip chạy trên B660 ROG Strix A mát mẻ ăn ít điện hơn khi so với B660 MTOF. Anh Tiến thấy sao về cái vấn đề này? Nó gần tương đồng với câu hỏi 1 của chúng ta, tức là tùy vào bơ mạch chủ mà có cái mức loát CPU, công suất, gói công suất của CPU nó khác nhau. Khi mà dùng một con CPU 12400 thì một bên bơ mạch chủ chỉ ăn 70W, một bên là ăn 90W, tức là dư 20W. Có nghĩa là sự khác biệt về BIOS. BIOS của con TUF tối ưu hơn A, mặc dù mạch VRM của B660A check tốt hơn.
Trong trường hợp này, ngoài cái việc nâng cấp BIOS lên thì chỉ có một cách, tức là chúng ta dùng cái tính năng gọi là điều chỉnh bằng tay. Thì hãy vào bấm F2 hoặc phím Del vào BIOS và tìm đến cái mục IO Trigger, sau đó tìm cái mục Stable Core cách Volt và sau đó điều chỉnh cái tab Manual Mode và điều chỉnh cái mức này xuống khoảng 1.2V hoặc thấp hơn tùy vào cái việc xử lý mà các bạn đang sử dụng. Và như vậy thì hệ thống sau đó các bạn xếp lại, các bạn sẽ thấy là nó mát hơn, tốt hơn và sẽ thấy là cái nhiệt năng nó sẽ thấp hơn nhiều. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Đầu cấp nguồn 8 pin 12V trên mẫu bo máy chủ B660 có thể cấp tối đa là 150W điện. Thế nên khi chạy những mẫu CPU như vi xử lý 12600K đổ về thì có đủ điện hay không? Câu hỏi này thực ra là do các bạn hiểu nhầm. Hiểu nhầm về cái mức mà cấp điện cho cái đầu 8 pin. Thì theo lý thuyết thì một cái đầu cấp nguồn 8 pin EBX 12V ấy, nó có thể cấp đến khoảng 336W, cộng trừ 5% mức này theo cái hiệu suất chuyển đổi. Thì nếu một cái bộ mạch chủ có mạch VRM trung bình thì hiệu suất chuyển đổi của cái mạch VRM là khoảng 85%. Thì chúng ta có thể chi ra thì là chúng ta sẽ thấy là cái đầu 8 pin ấy cũng có thể cấp được 286W. Thì như vậy là với một vi xử lý như anh vừa nói là 12900K có thể load nặng lên đến 280W thì cái đầu cấp nguồn 8 pin ấy trên một bộ mạch chủ VRM trung bình vẫn có thể tải được. Và như vậy thì chỉ cần là các cái bộ mạch chủ có VRM tốt, cái hiệu suất chuyển đổi cao lên đến 90 hoặc 95% thì nó khoảng rơi vào khoảng hơn 300W. Thì một cái bộ mạch chủ B660 bất kỳ vẫn có thể tải được cái trong điều kiện tối đa. Và như vậy cái cách hỏi mà của bạn bạn Đạt hỏi là chỉ khẳng định là B660 một đầu cấp nguồn 8 pin chỉ chạy được 150W là sai. Và vẫn là bạn Đạt, nhưng là một câu hỏi khác thì B660 liệu có tiếp tục sử dụng được chip Intel thế hệ 13 không ạ? Với câu hỏi này thì mình sẽ trả lời là mỗi một thế hệ của Intel ra mắt thì sẽ luôn đi kèm theo một dòng bo mạch chủ tương ứng, bất kể rằng CPU đó có chung socket hay là có thể thay đổi socket hay không. Bạn có thể thấy được trên những cái dòng thế hệ Sandy Bridge hoặc là Ivy Bridge, dòng Skylake hoặc là Kaby Lake, các bạn có thể nhìn thấy là kích thước CPU gần như là không thay đổi. Điều thay đổi ở đây là thay đổi về mặt socket. Socket chúng ta có V1, V2. Thế nên nếu như bạn hỏi là có lắp vừa hay không, nếu chung kích thước chắc chắn sẽ lắp vừa. Còn việc có chạy được hay không thì chúng ta cần phải đợi khi Intel ra thế hệ thứ 13 thì mới có thể chắc chắn được cái câu trả lời này. Thực ra có một bạn thì hỏi rằng là cái hiệu năng của vi xử lý 12600K với lại i7-12700F thì cái con nào ngon hơn, thì bạn ấy hỏi là i5 thì làm sao bằng i7. Thế ra cái câu hỏi này cũng khá là hay, tại vì là rất nhiều người đang ngộ nhận là cái phân khúc của vi xử lý là i5 nó sẽ thấp hơn i7 và i7 tự nhiên nó sẽ ngon hơn. Cái này điều này là chưa chắc đúng. Vì thực tế là nó còn phụ thuộc rất là nhiều về phân khúc, phụ thuộc về cái việc mà ứng dụng. Và trong cái vấn đề game ấy, thì như có 12600K trong game thì có hiệu năng tốt hơn 12700F trong các tựa game. Và ở đây đang so sánh, chúng ta so sánh là Full HD nhé. Thì thông thường mà Full HD bây giờ là một cái độ phân giải phổ biến ở hiện tại. Và việc test ở độ phân giải Full HD chúng ta sẽ thấy được cái hiệu năng rõ rệt của CPU. Và khi mà đem test ra với các cái tựa game phổ biến, offline phổ biến ấy, thì 12600K mạnh hơn 12700F, tuy nhiên không nhiều. Còn nếu như các bạn mà sử dụng 12700F để đem render, chẳng hạn như dùng After Effects 2022 chẳng hạn, thì hiệu năng của 12700F nó sẽ hơn 12600K. Đấy. Và tùy vào cái ứng dụng, nếu mà các bạn mua thì theo lời khuyên của mình hiện tại là 12600K là một vi xử lý quá tuyệt vời để gaming. Và hãy dùng tiền đấy đầu tư một VGA thật mạnh như con này chẳng hạn này. Vậy là mình và anh Tiến đã cùng nhau trả lời tổng cộng là 6 câu hỏi trong số hỏi đáp đầu tiên của An Phát. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong số hỏi đáp thứ hai của An Phát ở trong tuần tiếp theo nhé. Hẹn lại anh em ở trong video sau.